chào mừng anh quay lại với channel của mình. Thì hôm nay anh Titi có gì mình định mình chơi các bạn. Nên hôm nay mình qua đón anh Titi đi lại rai em Út và lộ luôn đi lại rai nhận nhiều cái liên tiếp. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình có mặt tại thành phố Quy Nhơn. Nói chung thì cũng ra đây thì lâu lắm rồi anh em chưa gặp nhau, thì bây giờ gặp nhau thì tới bến luôn. Dạ yeah, đúng rồi anh. Này hôm nay đi có tiếng một lát anh em. Mình xin Công ty vẫn nói giỡn các bạn. Công ty đang có những con gái chụp cho mình, không có ai hết. Hay đi ngay chào hết rồi. Để bác những người hâm mộ mình. Nghe nguyên là mình là khác. Thì là tối nay Tì có người dẫn gì tới nhà rồi nha. Ok, nói chung mới một phần nha anh em. Thì hôm nay là quyết định là phải song ca với anh Tì dài bài. Thử cái lơ có hót lại không mọi người? Anh ngồi đây. Đấy. Điền chào em. Chào anh Tiên ngồi giữa, ông ngồi gì? Tiên tôi ngồi với anh Tiên chứ nghĩ sao anh Tiên ngồi. Tiên ngồi đây, Tiên ngồi giữa. Đấy, đấy ngồi đây cho chút cho. Đúng Bi. Đúng không? Ừ. Bây giờ đây là ông Bi, thành viên trong team của em, mới thành viên mới. Còn đây là vợ của ông. Đây giờ em đang bầu 6 tháng rồi. Nữa. Dạ, nữa, dạ, nữa. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn. Đợt này là trai hay gái đây? Trai nữa hả? Dạ, yeah, hai thằng luôn anh. Ừ. Nó quậy banh nhà luôn. Đây. Này nhìn anh Ti hơi gầy nha. Ờ, anh đang giảm cân để quay MV. Nó mập quá. Ờ. Lúc vô em anh có dây có thiệt không bây giờ? Đúng rồi, tính là MV gì đấy? Hả? Chuyện nào? Ê, anh á, chừng là em MV gì vậy? Có cho em với Tiếu lấy rồi làm dây quần chúng rồi kéo qua be dây cũng được. Cuối tháng ha, cuối tháng vô cái mình chơi vừa vô MV mình quay review luôn. Review MV của anh luôn. Dạ. Yeah. 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 Anh cho em một chí nha. Ok luôn. Okay. Em cover lại luôn nha. Nên hát bài gì anh? Hả? Hát bài gì? Hát bài 4 năm bài luôn. Chung là 4 mai luôn. Quá mà anh vô hát là 9 rưỡi 9 giờ hay? 9 rưỡi. Ê, 9 rưỡi vậy mà. Chúc sức khỏe mọi người nha. Chúc sức khỏe. Như là đi gấp quá vậy để quên điện thoại khách sạn không sao vậy. Ủa hẹn. Tại giờ à. Ê, hả, có cần chờ gì nữa. Đang bận lý à. Vậy. Chờ gì lấy ử. Đây, bò chung quý. À, có quý nữa. Khách sạn gần đây mà. Có em chở về lại. Vậy này ở Kim Hoa chứ đúng không anh? Ờ. Kim Hoa. Xem phần này. Coi. Nhiều viết. Dạ. Quên đâu. Mấy món nữa. Anh đều vừa lấy. Ấy vô thì nói chung hôm nay thì anh Ti anh về ở Bình Định á, anh có anh nhé mấy mình các bạn. Nhé mấy. Nói chung anh nhé mấy mình rất là vui luôn. Mình vui thì mình sẽ xuống để mà gặp anh Ti các bạn. Nhưng mà anh em chắc cũng lần này cũng chết. Năm rồi đó. Dạ hơn năm rồi chứ mới vừa kỷ niệm. Mất bộ kỷ niệm hơn năm rồi. Nói chung là anh Ti thì tính tình rất là dễ thương nha mọi người. Mọi người đang xem kênh mình thì nhảy vào kênh của Ti Ti. Đó, đăng ký. Cứ follow kênh của Lên nha. Thì nói chung là kênh của Lên thì Ti cũng có quan tâm và theo dõi. Ngày xưa thì cũng thích lắm. Thích lắm nên mới là liên lạc với nhau rồi nè, chơi với nhau rồi gặp nhau luôn á. Chưa đẻ dữ. Nói là các bạn hãy follow kênh của Lên nha. Chứ cũng lại tiếng Black. Em bây giờ lâu cao hơn lên rồi. Bây giờ chúc sức khỏe mọi người đi. Okay, biết mà gãy á. Em không hội đâu. Gãy cái láp á. À. Nhắn nhủ được ai nữa. Các biết bạn cũng nhanh. Bây giờ bó hội nhà nữa cũng chúc các bạn luôn. Chờ gì lấy mà. Chắc là phải về lấy điện thoại. Dạ, chờ gì lấy. Chị gì lấy. Để vui quá, tự nhiên cứ để quên điện thoại luôn. Tức là sẵn đây em hỏi anh một câu chuyện mà hôm trước mà cái vụ gì mà cái nào anh gỡ lại câu chuyện thử em chưa hiểu coi video không mà chưa hiểu là lý do nha. Hôm đó là anh hát ở ngay cái cửa khẩu bên Campuchia á, dưới Châu Đốc á. Thì bữa đó là mình đâu có biết là bão đâu, thì bữa đó là gió nó to lắm, thì mình cũng thấy là cái vàng nó cứng, nó đâu có gì đâu, mình cũng diễn bình thường, diễn mới cái bài thứ hai. Mà thứ hai thì thấy cái màn hình led nó hơi nghiêng tí á, mình cũng sợ, nhưng mà mình đang lỡ diễn máu quá mà. Thì diễn luôn. Thì bắt đầu lúc đang diễn thì không biết theo quán tính của mình hay sao á, thì mình cứ nghe khán giả la cái mình nhảy luôn à. Anh nhảy xuống có trúng ai không hay là có nhảy xuống có cái bạn kia bạn bạn ẩm ẩm lại em ấy kiểu như nhảy xuống là bạn ôm ôm lại như nè
rồi xong cái anh mới quay lại, anh quay lại tại vì thấy là đè hai bạn kia, hai bạn ra dancer thì anh mới quay lại anh đỡ, nhưng mà cái sân khấu nó cao quá anh mới bắt ghế anh leo lên gãy cái ghế luôn. Cái xong cái mấy cái bạn mấy bạn fan á bắt đầu mới kéo anh ra, sợ là bắt đầu sập sân khấu á, mới kéo anh ra ngoài, thì kéo ra ngoài rồi xong mới đỡ lên. Nó cũng nhờ hai cái lo nha, nó không nhờ hai lo là đè đúng hai ông nậu kia là cũng hôm đó mà thường anh, hôm đó mà anh không nhảy chắc giờ cái đầu anh té cả lầm đôi luôn. Anh đứng ngay mà người dancer có bị sao không? Dancer thì một người thì bị cái tay, bị bong gân tay, người cái đỡ nói chung được là kêu mấy đỡ lắm nè, hơn anh cảm hơn luôn chứ có hỏi gì không? Không bài được nhưng mà như hỏi anh, các bạn không biết em chưa? Đây đây rồi chứ không có các bạn không? Chưa. Chưa kết bạn nữa. Nói chung là giờ nghiệp với bà Linh đi chợ mọi người. Đi chợ còn nấu nướng này ra cho chủ quán. Anh Bình vì thấy gì đâu? Anh Phương anh cảm nhận như thế nào? Cảm nhận ấy. Bình thường vậy chứ. Bây giờ thấy nói chung là thần tượng idol của mình ngày xưa. Nhưng mà chắc có lẽ là mình lớn tuổi hơn Tây nhưng mà idol từ cái thời mà chút ép mà chút xíu à. Gì? Học đó ấy. Dạ anh nhỏ hơn không tính ra là Hầu Tì nó nói lên là chắc anh chút ép rồi nó giỡn nó giỡn cho mà Hầu đấy anh chắc phải học lớp 10-11 rồi á. Hầu thờ Tì nó nói anh phải học 11-11 rồi đó. Sao Hầu mình học 11 rồi Hầu em mới học. Hầu nói chung là các bạn xem rồi nha mọi người. Anh có chú ý không? Vô chia sức mạnh nha. Dạ chia sức mạnh mọi người nha. Thế cũng đi biệt. Dạ ok anh. Biết cảm nhận sao biết? Như giờ mình hỏi không biết nhân viên em cảm nhận cho lần đầu tiên thấy anh Tì. Nó đâu biết mà. Biết không? Không phải đâu, tại biết ta. Biết gì không biết? Không? Dạ biết. Em thấy mọi người nào như thế nào? Chạy mày đi không dùng biết. Idol một thờ, idol một thờ. Thì giống trong MV thôi. Hả? Giống MV vậy? Đúng không? Phải đúng không? Khác mỗi cái mặt. Chúc bà có tính làm với anh Tì tắm không? Để thấy đúng rồi kìa, bà nhảy như ngựa mà mày đẹp. Để con biết cái xin số rồi. Bữa em muốn khách trong. Đáng của chị vô chưa? Vô, nói chung là thì bây giờ thì mình muốn mình với Tiến Black với anh Tì hát tại đây một bài là mặt trái của sự thật. Thì nói chung cái bài này mình nghe cũng rất là lâu, các bạn rất là thích luôn. Và cũng muốn một lần xem ca với anh Tì ra đêm hát các bạn. Mình chơi dây nhiều quá nha, phải đưa em được lên. Vậy là hôm nay mọi người đến nhà nha. Nó học lên rất là tiệm đó. Nhà mình trước đây là đi không? Người ta nói em thương tôi, người ta nói em thương tôi. Bên tôi vui buồn sớm chia. Người ta thấy em bên tôi và người ta ước mong như tôi. Xem tôi là I'm not afraid to die.
Yeah.